Xin kính chào cô chú anh chị em và các bạn quay trở lại với kênh Khang Rau Sài Gòn. Trong video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về môn golf, và hôm nay em sẽ cho mọi người thấy sự khác biệt giữa hai loại banh, một loại banh golf dùng để dùng trên sân tập và một loại banh golf dùng để thi đấu trên sân thực. Thực ra thì nhiều cô chú anh chị em và các bạn khi nhìn thấy hai quả banh này, hoặc là khi chúng ta đi tập golf, chúng ta cứ nghĩ là tất cả những cái quả banh golf nó đều giống nhau. Nhưng thực ra nó không phải là như vậy. Thông thường thì những quả banh golf trong sân tập nó sẽ có chất lượng là kém hơn. Nó có rất là nhiều lý do. Thứ nhất là nó tiết kiệm chi phí sản xuất. Thứ hai thì những cái quả banh golf khi chúng ta thi đấu thực, nó sẽ áp dụng cái công nghệ cao hơn để nó tạo ra một cái khoảng cách tốt hơn khi các golfer đánh golf. Vì vậy khi chúng ta tập trên sân tập thì thường thường chúng ta sẽ được nghe mấy thầy nói là tập như vậy nhưng mà khi mà ra sân thì đánh sẽ được xa hơn một chút xíu, thì nó liên quan đến cái chất lượng của hai quả banh này. Vì vậy trong video clip ngày hôm nay em hy vọng rằng em sẽ một phần nào cho mọi người thấy được cái sự khác nhau của hai quả banh này, để khi mà chúng ta đi tập golf cũng như khi mà chúng ta đi đánh golf, chúng ta sẽ tự rút ra được những cái kinh nghiệm của mình để chúng ta mong muốn chúng ta canh khoảng cách cho nó phù hợp để tránh những cái bẫy cát, những cái hố nước hay là những cái chướng ngại vật khác. Đó là những gì em muốn đem lại trong clip ngày hôm nay. Và bây giờ em sẽ làm một cái động tác là em sẽ bổ đôi hai cái quả banh này ra để coi bên trong của nó được cấu tạo như thế nào, nó khác nhau như thế nào, để mọi người được biết và có nhiều thêm những cái kiến thức về banh golf. Xin cảm ơn và xin mọi người hãy theo chân em để tiếp tục bổ đôi hai quả banh này ra. Ok. Đây là hai trái banh, một trái bên phải là banh tập luyện, còn bên trái là banh thi đấu. Anh chị có thể thấy là cái cấu tạo của cái trái banh tập á, là người ta có một cái vết nối ở giữa. Ở giữa anh chị thấy một cái lằn nối, là khi sản xuất thì người ta ghép hai nửa trái banh lại. Còn trái banh thi đấu thì nó rất là đẹp, nó không có cái mối nối ở giữa. Nó sản xuất rất là chuyên nghiệp. Đây là sự khác biệt chất lượng giữa hai quả banh. Một quả banh thi đấu và một quả banh tập luyện, nó khác nhau. Và bây giờ em sẽ tiến hành cắt đôi hai quả banh này ra để anh chị xem nhé. Cắt đôi thì em sẽ dùng cưa tay ở nhà. Hiện tại em đang ở nhà nên chỉ có thể sử dụng cưa tay thôi. Dạ, như vậy là em đã cắt xong hai cái trái banh đánh golf cho anh chị xem. Ở nhà thì không có máy cắt nên chịu khó cắt bằng tay nên anh chị thông cảm nha. Cưa tay một chút xíu xong rồi mình lấy cái dao bự mình chẻ đôi nó ra thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Rõ ràng anh chị thấy đây là hai cái quả banh golf nha, nhưng mà nó ở trong nó có cấu tạo khác nhau. Đây là quả banh, bên đây là quả banh tập nè, quả banh này là quả banh tập. Đó, quả này là quả tập. Còn quả này là quả banh thi đấu hiệu TaylorMade. Video clip này là em không có nhận quảng cáo của cái thương hiệu nào hết. Em chỉ chọn ngẫu nhiên một quả banh thôi và em lấy cái quả TaylorMade. Đó, anh chị có thể thấy nha. Thì đầu tiên là trái banh tập. Trái banh tập anh chị có thể thấy là ở trong này nó không có gì hết. Nó chỉ có một lớp duy nhất thôi. Đó, đây là một lớp duy nhất. Đó, ở ngoài nè. Ở ngoài thì thường thường được làm bằng một cái lớp nhựa cứng, nó rất là bền. Rồi ở trên đây nó có những cái lỗ. Ở trong đây thì nó có một cái chất liệu duy nhất xuyên suốt từ ngoài vào trong. Thì người ta gọi đây là cái trái banh này là trái banh một lớp. Có nghĩa là nó chỉ có một lớp từ ngoài vào trong thôi. Nó không có nhiều cái thay đổi khác nhau. Thì trái banh này chi phí sản xuất nó rất là thấp. Nó dùng cho sân tập. Và khi đánh thì nó sẽ không có tối ưu cái khoảng cách. Đó, nên anh chị cũng nhớ dùng cái này. Bởi vậy khi mà tập thì chúng ta sẽ được các huấn luyện viên nói là tập thì nó sẽ đánh như thế này. Nhưng mà khi chúng ta đánh ngoài sân lớn thì cái khoảng cách nó sẽ được xa hơn một chút xíu. Thì bây giờ chúng ta chuyển qua cái trái banh thi đấu. Đó, mọi người xem. Đây là trái banh thi đấu. Thì cái lớp vỏ của trái banh thi đấu này á, nó được làm bằng một cái lớp nhựa rất là bền.
Rồi ở trên đây thì nó có mấy cái lỗ này, thì mấy cái lỗ này tác dụng là cái gì? Trong cái vật lý học thì các hãng sản xuất bóng gôn người ta nghiên cứu những cái lỗ này, nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt đi cái lực cản của không khí, sẽ tối ưu được cái khoảng cách cho cái quả banh. Đó là cái nghiên cứu về vật lý học của các nhà sản xuất bóng. Cái lỗ này thì một trái banh nó có khoảng từ 300 đến 500 cái lỗ này, tùy theo thiết kế của từng hãng và từng cái model của cái quả banh người ta sản xuất ra. Đó thì nó là những cái lỗ này. Mọi người có thể thấy là trái banh này nó có cái lỗ to, lỗ nhỏ khác nhau nè. Đó, cái lỗ nhỏ nè, xung quanh là lỗ bự nè, lỗ nhỏ, lỗ bự nè. Còn trái banh tập á, thì là nó làm không có công phu bằng, nó chỉ làm các lỗ đều nhau thôi. Đó, mọi người có thể thấy. Những cái lỗ của trái banh đánh thì nó cũng sắc sảo hơn. Đó, cái đường này nó cũng sắc sảo hơn, nó nhọn hơn. Còn quả banh tập thì cái đường này nó cong hơn, nó mềm mại hơn. Nếu mà để ý kỹ thì chúng ta cũng có thể thấy là hình như là nó có cái lỗ bự nè, có lỗ nhỏ nè. Nó cũng có những cái lỗ kích thước khác nhau. Để chúng ta để ý kỹ. Rồi tiếp tục, mình đi vào trong của cái trái banh thi đấu. Thì tại sao nó làm nhiều lớp như thế này? Theo những cái nghiên cứu á, thì những cái lớp này nó sẽ có nhiều công dụng. Thứ nhất là nó sẽ tăng khoảng cách, chúng ta sẽ đánh được xa hơn. Thứ hai là nó cũng tạo ra cái độ xoáy cho cái quả banh. Thì tùy theo cái model của cái trái banh mà người ta sẽ đưa ra cái thông số trên cái bao bì của cái trái banh. Thì anh chị golfer khi mà đánh thì chúng ta sẽ lựa những cái trái banh nào đúng với là cái kỹ thuật của chúng ta mong muốn. Ở trong đây thì hầu hết nó làm bằng những cái chất liệu là cao su cứng. Có một số banh thì ở trong đây cái loại nó làm bằng cao su mềm, hoặc là một cái loại chất lỏng nào đó, cũng là dạng cao su thôi. Thì nó có nhiều model khác nhau. Thì riêng cái trái banh này em cắt ra thì nó có 5 lớp lận. Trái banh này anh chị để ý nó có 5 lớp lận. Cái phần lõi của trái banh này rất là bự. Đó, mọi người thấy cái phần lõi trái banh này rất là bự. Rồi tiếp sau đó nó có một cái lớp màu nâu nè, rất là mỏng. Đó, nó kế cái lớp lõi. Rồi cái lớp thứ ba là cái lớp màu đỏ. Đó. Thì khi mà sờ vào thì nó cũng là cao su cứng nha anh chị, nhưng mà độ cứng của nó sẽ khác nhau. Độ cứng khác nhau thì nó sẽ tạo ra những cái kỹ thuật xoáy bóng hoặc là tạo cái khoảng cách nó khác nhau. Rồi lớp thứ tư là cái lớp màu đen. Đó, lớp màu đen. Và cuối cùng là cái lớp vỏ bên ngoài, là cái lớp nhựa màu trắng này. Lớp này rất là bền. Đó thì riêng hồi xưa thì banh một lớp, rồi làm ra banh hai lớp, rồi làm ra banh ba lớp, banh bốn lớp. Và bây giờ trái banh này em cắt ra thì ở năm 2021 thì thấy trái banh này nó có 5 lớp luôn. Đó, nó có nhiều cái thông số kỹ thuật khác nhau. Đó thì hôm nay em cắt cái trái banh này ra để cho anh chị thấy được sự khác nhau. Của một trái banh là tập ở sân tập, nó chất lượng nó kém hơn, giá trị nó thấp hơn. Và một trái banh để chúng ta thi đấu, cái cấu tạo của nó phức tạp hơn. Và đương nhiên thì cái khoảng cách nó đem lại nó sẽ xa hơn những trái banh này. Banh tập thì đánh nó sẽ đi gần hơn, và banh thi đấu thì đánh nó sẽ đi xa hơn. Cái đó là điều chắc chắn rồi. Và giá thành nó cũng khác nhau. Đó. Hy vọng video clip này sẽ giải đáp được một phần nào sự khác nhau của hai loại banh mà trước giờ chắc chắn là anh chị sẽ nghĩ là tất cả các loại banh gôn đều giống nhau. Thì qua đây em cho mọi người thấy là hai cái trái banh này nó khác nhau. Rồi một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Nhớ bấm like video, đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng xem. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video clip về môn đánh golf tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.